สไลอุดอานนท์รักเรียบสุขสันต์บอลจังจมกว่าเข้าถูกเป็นเพียง2không rồiพาเพิ่มควาอันเตืองของเก่าถู U19 Thailand lần này thì không còn là bàn thắng may mắn nữa. Các hậu vệ của U19 Việt Nam đã đứng im, nhìn những pha phối hợp ngắn rất khó chịu và nhuần nhuyễn của cầu thủ U19 Thailand. Pha xả tuyệt vời của Thanh Tuấn. Tại giải đấu này thì thủ môn bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 vừa rồi của Suksan là bàn thắng thứ tư của anh tại giải đấu này.Cầu thủ đã có pha phối hợp đẹp mắt và giúp cho Suksan lập công, đó chính là Rithinet. Cầu thủ trước đó đã có cơ hội nhưng không thể chiến thắng được một Thanh Tuấn. Trước khi bước vào